Và đây là món tóp mỡ chiên nước mắm. Hôm nay thì do mình dùng thịt ba rọi á, nó sẽ vừa có thịt ở trong đây, do đó là cái món tóp mỡ chiên nước mắm của mình ăn nó sẽ không có bị ngán, ăn với cơm trắng sẽ rất là ngon luôn, mặn mặn ngọt ngọt. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay và làm nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món tóp mỡ chiên nước mắm. Về nguyên liệu, hôm nay thì mình sẽ dùng là 800g thịt ba rọi. Tại vì nếu như mà các bạn dùng mỡ không thì ăn rất là ngán. Do đó là mình dùng ba rọi, trong đây nó có thịt thì mình ăn nó sẽ ít ngán hơn. Ba rọi mà nếu như mà các bạn muốn nó ít mỡ thì các bạn có thể là dùng ba rọi rút sườn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Sau khi các bạn rửa sạch xong rồi các bạn dùng khăn giấy các bạn thấm cho nó khô. Mình sẽ cắt nhỏ nhỏ ra nha. Với lại cái thịt ba rọi của mình là người ta đã lóc bỏ lớp da rồi. Các bạn vẫn có thể là để da được, nhưng mà nếu như để da thì khi mà làm tóp mỡ đôi khi nó sẽ dễ bị văng nha. Mình xác độ dày khoảng gần 1 cm. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào chảo để mình thắng tóp mỡ nha. Mình sẽ để lửa lớn. Mình đảo đều cho thịt nó săn rồi mình hạ xuống lửa vừa, mình thắng từ từ. Thịt bắt đầu săn rồi nè, mình sẽ hạ xuống lửa vừa hoặc lớn hơn lửa vừa một chút nha. Khoảng vài phút thì các bạn lại đảo cho nó đều. Nếu như mà các bạn để lửa hơi lớn chút xíu thì các bạn phải đảo đều liên tục để nó khét. Còn để lửa vừa thì khoảng 1-2 phút thì mình đảo. Khi mà các bạn thấy nó bắt đầu nó ra mỡ rồi nè, nó ra như thế này thì các bạn nên hạ xuống lửa vừa nha, để cho nó rút mỡ ra từ từ. Giờ nó bắt đầu nó gần giòn rồi nè các bạn. Mình để ra một chút xíu nữa đi cho nó giòn nha. Rồi nó vàng giòn mình sẽ vớt ra nha. Vớt ra mình cho vào giấy thấm dầu. Mình sẽ chừa trong chảo là một ít mỡ nha. Mình sẽ phi cái phần tỏi. Ở đây mình dùng khoảng 2 muỗng canh tỏi băm, phi cho nó vàng lên. Tỏi bắt đầu vàng rồi nè. Mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh nước mắm. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh tương ớt. Tương ớt nó sẽ giúp cho cái sốt của mình nó sánh màu đẹp hơn. Bạn nào ăn cay nhiều thì cho nhiều nha. Khoảng 1 muỗng canh rưỡi đường. Về nêm nếm cái này thì các bạn nêm mặn mặn ngọt ngọt là được. Rồi mình sẽ khuấy cho cái đường này nó tan. Nó hơi keo lại rồi mình mới cho cái phần tóp mỡ vào. Giờ nó bắt đầu nó sánh lại nè. Mình sẽ cho phần tóp mỡ vào nha. Mình vẫn để lửa mình trộn đều nha. Trộn đến khi nào thấy nó ráo là được. Các bạn thấy nó ráo khô như vậy là được rồi nè. Đó, coi như món ăn của mình đã xong rồi nha. Món này mình ăn với cơm rất là ngon. Rồi giờ mình sẽ cho ra dĩa. Tóp mỡ chiên nước mắm của mình đã trình bày ra rồi. Món này các bạn ăn với cơm trắng cực kỳ là ngon luôn. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.